Nói đâu mà cho đi với. Dùng lùi, dùng lùi á. Đóng mẹ nó, để đi ra qua cho tao còn đuổi, không cho đi thôi. Từ cổng A để đi qua cổng B rất chỉ là khó khăn, không đi được. Bắt đầu đứng hình tới đâu lại đi. Nhưng cho các đơn vị qua qua. Sẽ bị các đơn vị cùng qua được. Lao à, lao chờ mu ai lo lại mu ít cái chào ấy. Em trai bông bông lại chứ là nữ 14 thì em nữ 14 thì quá đấy mà chưa được cái này. Má đều cho đi này. Má mình trẻ đã câu tao bên đi rồi mà không đều chó ơi là mất cái bạn đấy đi. Mất bạn cho là ai chẳng đói á. Đi bố. Đi Tây Ninh. Ai biết đâu mà từ lúc mà 2 giờ sáng đến chưa. 2 3 giờ sáng á. Không á, đâu nó qua lấy bến lấy hà con bé không á, đâu mà mày cái lái em đứng nhìn mà thua xẻo đi giúp chết chi được luôn. Còn nữa đừng nhìn em á, ăn đi được đấy đi được cái đó. Đưa rõ cán bộ công nhân viên chức đi để cho có lối thoát ra. Đang tìm qua đây, qua đây, qua đây. Đồ đang live stream này. Đồ tình hình. À có ở mô ra cho liên minh lý đi. Đói đó đấy. Ăn được cái bảng này bác đoàn đấy cho được cái bảng kín đô ăn. Tăng nắng này đứng lên thôi. Đấy mày cầm bô chứ đang mày cầm bô đi này đi về. Xe buýt là quay đầu thôi chứ không đi được nữa rồi. Đấy. Chịu rồi, chịu rồi. Xuống mà đi bô đi chứ. Mày cầm bô chứ không đi làm sẽ đưa được cầm bô đi cũng được đấy là thế. Chịu rồi. Đó, điều tiết như thế nào mày ăn kiểm soát nè đó điều tiết phân luồng giao thông các kiểu con đó điều mày nó còn đi được em cũng ăn đâu năm ngủ là đớp rồi đó lắm mà hút uống cái tin nó đi đó. À chào tất cả anh em nha. À, cán bộ công nhân viên chức mà các loại cũng phải đi bộ để làm cho sẽ đưa đón xe buýt
Quay đâu rồi? Quay đâu la bơ? À chào. Tình hình là đây, lại nơi 14, ô 46. Có chứ anh em hỗ trợ nhau ăn nước nối mì gói đôi các kiểu này mà. Qua buổi trưa này không thành công anh Phúc ơi, chịu ơi, anh ấy lỗi gió đình mình xong rồi. Tỉnh ra ngoài tàu đấy chơi phạt quái tàu đâu mà ná chết đấy đâu khạc kiểu đấy, tàu to đó nó thì ngắm cằn ngắm đâu có sống có cái cả đấy chứ. Có tình hình nên thì tình hình em đầu một bên một người đấy mát mẹ phố nào thống hoàng sướng cũng ngon chén đi được. Mình đi nghiên cứu quá. Để đây coi tin hình này. Thế nên là mình đi vào đường ưu tiên xe buýt mà. Ủa xe buýt loại này mới hè. Mà xin nữa nè. Chạy bằng xăng. Xe còn A đâu qua còn B không đi được đâu. Chịu đâu. Quay đâu đi, đi bộ đi. Đi bộ như em đi không sướng à. Em đang thấy đứng con sao trẻ đâu chứ nha. Pha vừa thôi. Đi đường bố cũng vậy thôi chứ. Con lúc nít được chi không mà. Ê, đây là đoàn đoàn dự. Đoàn mập. Đang đi mua đại biết. Cho đi coi à. Ôi trời. Em ơi lâu đời tìm ai đó chắc em có trên sân giòn. Ê chà. À ăn đoan này là bên Bảo Long 9 à. Ôi ăn số xé là. Ê chà. Mẹ nó làm ăn như vui nhỉ. Ôi. Á chà em có đây ăn nồi bồ biển thân à. Chà ăn dùng lùi ăn ơi. Ăn có ăn bẩm chứ đây đây ăn coi ăn cái tài ồ ồ có chứ cái túi nữa. Chào bà con đi anh Đoan ơi. Chào ê, bố đâu mà mặt. À cho em phỏng vấn cái anh vào đây lúc bảy giờ mà anh chưa được hài được cái công nha. 11 giờ đêm. À 11 giờ đêm mà chưa anh hài lái nào anh? N02 hả? À, ô bao nhiêu anh nhỉ? Ô 48. Sao anh không chạy xe đi ăn đầu đây rồi cho kẹt đường đây. Đúng máy coi Trung Quốc cái coi to rồi. À đây là anh thiệp mình các loại anh không cười vui tươi. Bà chào. Nguy hiểm hả? Thế em đang lái chim đi. Đâu các loại hôm nay nó nguy. Cán bộ đang đi về để thay ca. Mà mình mà mình không coi là đi thẳng được đường chí rồi. Đồ mà đi đường bên đó nó trẻ nào đi ra cầu tàu để mà đi ra đường kia. Không tàu đi. Không có. Không ai không cho. Thằng chị mới ra đi mới cho giải thoát bờ xe đi đúng không? Cho cần nó đéo có cần để nối nó cần có cái thằng đéo cái chi đâu đâu đây là trước ban hả? Thằng trước ban nó không cho đi quá đau buồn. Xem đang đâu thế? Chào. Ai? Bám rồi, nãy em lại em chạy qua bên kia nó cũng được. Bên ngừng nữa rồi, mà nãy họ để cho sao với cả đoàn ở đấy nhá.
phải giải thoát xe cái kiểu này đi. Có đấy đang lái vào đây biết à. Đang hình như đang lấy đi. Buổi vui vui hết đây rồi, cảm ơn ạ. Lấy đế đây mà chưa qua được cái lấy cá nữa đấy. Cá đây mơ đi nơ nữa thì quả này đi é toán. Cảm ơn ơi chị ơi. Ủa mà nế cũng giống rồi. Hình dài lắm. Thôi không đi gì được. Đúng rồi, Việt Huy ơi, cắt lại đấy, đang cắt lại đấy. Cắt lại đông vui lắm. Chứ cần mô đi về xe bịt đứa đó cũng đi đường mình nữa mày. À, leo lên nóc cống lái chim đấy chứ. Để mình leo lên nóc cống, đến với Tân Cảng là đến với chất lượng. Anh em yêu chí. Hả? Răng. Buông em lên nó cống để em lái chim em quay xuôi ly cam ấy. Hả? Răng. Anh cho anh sầu bằng năm mơ là các tôi vui luôn. À bùi hoa 10 giờ rồi nó hẻo ấy, tưới nước thế luôn, nó đổ về lại chứ mô đây mà. Ôi trời ơi, bỏ con dâu ấy rồi đi. Bùi hoa 10 giờ sau bao nhiêu năm ăn đoàn, ăn ở trong gắn bộ. Lại buông em lên nó cống này, em đừng đến nó cống em quay cái đứng trang ấy chứ. Để em coi hàng năm khảo sát tình hình các loại đang ở môn đó, lính cao em coi. Cầm điện thoại cho em, em leo lên nóc cống để đánh nhá. Đi leo lên. Leo lên đi, tao leo lên đó, ngủ mà. Điên này. Chị là chị à? Lại đến một nhá. Leo lên đưa đây. Quá chứ. Để lên nhìn nó cảnh nó đẹp không? Chạy phát con lắm. À đúng lại kia. Chủ thế nên nhìn cái cảnh nó báo quạt nó cũng cực kỳ đẹp luôn. Thôi. Ôi trời. Đây, em đang đứng ở trên cao. Em sẽ lái toàn cảnh. Cắt lại. Cho mọi người cùng xem. Đây là sao địa em. Ở đây là bên khu trại em. Đây là lại đi. Từ lại đi là qua đây là lại nữa. Cá hả? Ở đây cá mưa đưa. Đây là trước đầu xe em. Đây là đang ở cái ngã ba Cầu Tàu. Không biết nữa. Sáng mốt sáng đi đôi đêm mà chơi chứ. Tưới nước ấy đúng rồi, lấy nước tưới chẳng đây. Mà để nó khô hẻo hết đấy. Mà leo lên trên treo cao nữa, mình nhìn với đà này tổng quạt báo quấn luôn, sướng luôn. Buổi sáng nó hai đứa nó em hứng ơi.
mát mẻ, thông thoáng, khô ráo. À, giờ này mấy cán bộ đang thay ca nữa này, đi bộ đó này thay ca đây. Nè. Đường cho những xe buýt đi là đường dân riêng đó. Giờ cho đi ngoài chỗ đường này là thoáng này. Ngoài cầu tàu này đường này thoáng. Giải thoát bớt ra ngoài cầu tàu này chạy lên nào. Ăn nào lái mơ với lái nơ lái ẹt lên thế này. Khỏe. Chứ mày ăn mà hà đấy chứ đường xe này này đan ngang đang dọc đấy này mà đang mà đi được em đấm tới em đang lùi này đan thì chịu rồi anh này là ô anh lùi quán điêu thuộc á có mua điêu thuộc của em đây em đừng nữa em lấy quả giờ này là 6:20 rồi em lên trên này đường thôi chứ em biết là em xuống đấy rồi luôn á à vui ạ quả này thì chắc là trưa quá leo lên trên đấy luôn nó dừng cáo quá chứ chiếu em phải làm xuống nữa đấy à hả à, em quay đây quay là bọn em làm cầu tàu đồ gấp cộng gấp rồi đây nè cho bên kia này không rượt má hàng mang vẫn bấm vô hoạt động bình thường ăn xóa tước ơi đeo được cái xe đông di chuyển khó khăn rồi giờ là không lưu thông được nữa giờ là đứng hình luôn. Anh em lấy công A thì đi vô công A nha, đừng chú vô công B nha nhá. Lấy lái A về lái B thì khô ráo và thông thoáng à, còn mà từ cái lái D trở lên về với D, K, N, M, F, B đô thì L đô thì đừng hình, không đi được đâu. Đúng rồi, ở ngoài đường chứ ngoài xã là không có xe đúng không, xe ở đây là tập trung về đây hết rồi. Còn trên ngã ba nơ mấy mơ lơ nữa đồ chứ em phải đừng đến cái cột điện đi mà hẳn quái báo quạt có cái phơ lý cám mà hẳn bái thấy quái cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay ở các lại xe đồ bồ về đông vui à, giống như hôm qua đón trúng thú á nữa. Đáng rồi, tiền ngạc để đô lên nha hẳn chưa? À, phù hợp kẹt chưa ra để bông xoay ra, nó hủ cái chứ nó à, anh này đây là lúc 1 giờ bây giờ vô ở đây đi lấy công cũng lấy được nè. Buồn ghê á. Kiếm thua đủ các loại xe anh anh ơi tắt máy luôn anh đam anh coi chạy chỗ khác anh ngồi anh bấm điện thoại anh ơi anh bên tay bố ơi đúng rồi thả in con nhiều vô em hứng ơi để anh có động lực anh lái chim tiếp theo anh làm vlog. Ủa xe mình đâu ấy đâu ạ không được xe em đâu nè xe em đầu là không có đầu chúng trong đấy đâu đấy xe em đầu riêng đấy bố phạt rồi em mới nhận được hai bánh rồi. Anh ơi giờ đang mắc cái răng anh nhức cái răng cái nào trời bệnh ấy nhức răng lúc đó à anh hiểu là đang chỉ chọc cho
Được rồi. Đang trình bày. Đó. Không đi được chứ luôn. Kẹp. Thôi em tắt lại chim này. Để em đi xuống đâm đầu rồi mấy anh em vậy đó. Đây này, anh em đang ngồi đây. Đây là anh Bùi Việt Dũng, anh Cao Thiếu Gia. Cao Việt Dũng á.